thì một là một mùa đúng không? Chính xác, mùa nó mới hơn như vậy ạ. Rồi ok, cái đó cái gì? 998 chục loại mà số 1 là chúng ta có 60. Dạ có 1. 49. 49, 49 có 2. 39. 39 có 3. 11. 11 hợp lệ. Ok, chúc mừng chị và chị có 20 ngàn thôi, mình hốt ngay một cái mua hàng nha. Rồi ok, đây em chúc mừng chị nha. Tiếng kiều mời chị bên trong để quy đổi quà tặng nhé. Kính thưa quý vị, và cái gì trong đội tiếp theo sẽ được phục vụ bà con cô bác mình thật nhanh thật lẹ. Dạ, phía bên trên, kính thưa quý vị, chúng tôi có hai ba quầy nước ở trên đó có gì phục vụ: bắp xào, gỏi kho bò, bánh hot dog, cá viên chiên, trà tắc, canh dây, trái cây, xương sâm hạt é. Phía bên đây có quầy ăn vặt từ bếp bà lộ, lạp xưởng bà lộ và cái gì là ta không có treo bảng sao là quảng cáo ta tức đi gì đó, và bánh tráng trộn các thể loại, và trộn ngược, trộn xuôi, trộn xuôi, trộn ngược, ế một mâm. Và quý vị quẹo lên đó và ăn cái gì quẹo lựa giúp em, trà tắc, trà đào, trà nhảy, tất cả các loại trà. Phía bên này có đủ thứ bánh luôn nha, nhìn menu chọn giùm em đứng em không có được quảng cáo bỏ tài. Rồi ngay bây giờ trong lời tiếp theo sẽ là một vụ và không của bác mình, rất mong quý vị cũng sớm hồi nhiệt tình trên Sài Gòn tân thời. Nếu có gì thân mến, dạ, dòng loại vừa qua mà không có đọc giải quý vị cũng đừng nản chí và đầu tư tiếp dòng loại tiếp theo chừng 50 vé thôi, đảm bảo mình sẽ đọc giải quý vị nha. Và nếu mà 50 vé mình không đọc giải là cái mặt sau ghi hết đó, họ và tên kèm theo số điện thoại, quý vị có không trúng thưởng biết đâu mình gọi tên lên trúng thưởng. Không được trúng thưởng hôm nay ngày mai quý vị cũng đừng nản chí tới đây chơi tiếp quý vị nha. Có vài khán giả ở đây chơi từ năm nay qua tháng nọ, đổi 4 sân khấu dựng thế mặt vẫn chưa trúng dòng nào cho quý vị yên tâm, quý vị chưa hẳn là người xui nhất. Rồi ngay bây giờ dòng loại tiếp theo ai có mấy chia tay hướng các sân khấu đầu dò số vô. Mấy chị đi xuống, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra nói cái sự mà xui thì cũng phải nói cái sự mà hơn. Có một buổi ba chị kia ngồi ôm một đống gấu về nhà, hoặc hai kia hôm cái nhẹ nhàng có hai lượng vàng tới thời điểm bây giờ quý chị nha. Mấy chị đi xuống, chị ra mấy, 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 chị ra ai mua sầu đi, có ai mua sầu đi, xin đừng tin nghe quán em đây bán trái sầu đi, đừng em không bán tình nguyện dù cho má vẫn phán tà dù nhé em ơi cái này em khác qua đời xin nhớ dân dương đi bán sầu riêng. Trước khi bán sầu riêng chúng ta đã nhé ra đây cái đi, qua đây bán vé đi. Em bán sầu riêng chứ tình duyên không bán. Em bé thèm trả lời anh rồi đưa đi thăm vườn sầu riêng cho thổi tóc em bay theo con bướm trắng lượn quanh. Còn 40 đâu? Còn 40. Còn 40. Còn 40, còn 40 lên lầu luôn chị Dung. Leo lên lầu, leo lên lầu còn 40. Con bốn mươi anh trai đó đi thẳng lên luôn, anh trai đó anh giáo đen người đó thấy không. Con bốn mươi con xuất vừa đây, xuất vừa đây xuống, vừa đây cũng xuất vừa đây xuống, vừa đây cũng bốn vừa đây buông, vừa đây bốn vừa đây buông, vừa đây mới một con. Con bốn mươi dễ hả? Dễ hả Huệ? Vé cho Huệ cả. Nhà chạy ngược lên trên 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 nhà. Còn 40. Rồi số đầu tiên đặt cho quý vị ơi. Xuống giữa đây xuống, giữa đây con bút, giữa đây buông, giữa đây bút bê bằng bóng bê bằng bê mời. Bút bê bằng bóng bên bà bơm bớm. Bút bớm buồn buồn bỏ vàng bay bay. 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47. Xuống gì đây mày, gì đây mày, con mấy gì đây ra mày gì đi mày gì đi mày gì ra con cá lóc bơi xuôi theo dòng nước sao con cá rô bơi ngược trên đồng cá lồng đông lên ao tìm bạn con cá kê dài xuống tràn chiều hoàng hôn. 44 trả lời em đọc lại nha quý vị nha, mới có 3 con nha quý vị. 44 còn 40, 47, sổ số tiếp. Ba gì đây? Em thấy câu thì nhìn sáng lấp lánh như ngàn sao trên trời. Từ nghe ngô trong cây cuối hương phố, mộng mơ. Em
hồi tối là chồng em nó đi cà phê. Cho em hỏi nó. Hỏi gì? Anh đi cà phê sao đồ hấp tới ông ngồi gì? Sao không ngồi luôn anh ngồi chi tới 2 giờ sáng? Nó mới nói với em á. Hỏi gì? Đáng lẽ anh tính về sớm rồi mà vô quán nhỏ giới thiệu tươi quá trở lại. Biết nhỏ giới thiệu sao không? Giới thiệu sao? Quán em có quán cà phê thiên gà, cà phê đá. Thế em có các người đau má, có trà đá trà sữa được kia. Này quá. Anh thích con chi thì em mời anh đi nước tắt. Uống vô cả người là nhắc em mời anh nói. Uống vô cả người là nhắc em mời anh uống đi trà gừng. Uống vô mặt đỏ bừng bừng em mời anh trà chanh giải nhiệt. Uống vô mà anh bị liệt. Liệt, 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 liệt. Thì em biết anh đi vô 24, 24. Rồi đem bà đi vô đi. Mày đi luôn. Trời ơi, vớt cầu nhỏ rồi. 24, 24, 24, 24, buồn gì đây? Buồn gì đi con, buồn gì đi, buồn gì ra? Này người yêu hỡi, anh nằm bờ quán. Trong trái tim này, nằm bờ quán. Suốt cuộc đời, nằm bờ quán. Giống anh đã bọn bà, dù sao đi nữa. Anh vẫn nằm bờ quán. La 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 la. Cái thứ
có sợ em đã kể rồi, đừng có lôi tôi em đây mà rối não. Hai vì sao? Hai vì sao? Hai vì sao? Hai vì sao? 26. Wow, yeah. Yeah.